Thật sự là mình quá thiếu sót khi chưa review những chiếc Orange Oyster trên kênh TikTok của mình. Đây là cái bộ sưu tập Orange Oyster mình sưu tầm được, giá cũng không có rẻ đâu anh em nha, tại vì cái độ khan hiếm của nó. Đây là cái bộ sưu tập Orange Oyster, một cái bộ sưu tập đã ngưng sản xuất cũng khá là lâu, nhiều năm rồi. Và hiện tại thì anh em tìm một cái hàng mới của một chiếc đồng hồ bộ sưu tập này thì rất là khó nha. Hiện tại thì mình đang có nhu cầu sưu tầm những chiếc đồng hồ thế này, cho nên là anh em nào có mà đeo chén muốn bán lại thì cứ nhắn cho mình. Và là khi mình sưu tầm được nhiều đủ bộ á, mỗi màu mà mình có được khoảng 2 chiếc trở lên á, mình có thể chia lại cho anh em chơi. Cho nên là ở đây chúng ta chỉ có được 2 chiếc mặt trồng trắng này thôi, thì mình sẽ chia lại một chiếc, anh em nào cần cứ inbox cho mình nha. Giá cả những chiếc này thì nó tùy theo độ mới, tùy theo thị trường, tùy theo thời điểm, cho nên là anh em cứ nhắn cho mình. Bây giờ mình sẽ review chi tiết từng chiếc cho anh em xem nha. Đây đầu tiên là chiếc Demi nè, mình sẽ có một chiếc Demi mặt trắng. Mạ của nó sẽ là mạ BVD, cọc số kim cương, cầu lịch ở góc 3 giờ, một cái ô lịch ngày bên góc 7 giờ, ở 12 giờ. Chiếc này thì nó thiết kế 3 kim một lịch thôi, đơn giản nhưng mà rất đẹp, kính sapphire. Thì hồi xưa nó làm thiết kế này nó đụng cấu hình, nó đụng thiết kế của Rolex đó, cho nên nó bị kiện, cho nên là không ngừng sản xuất rồi. Tình trạng mấy chiếc này cũng còn khá mới, cũng khá êm. Hàng cũ thì anh em không thể đòi hỏi dây nó ấy được nha, nó sẽ nhão chút xíu á. Do cấu trúc, đầu tiên là do cái cấu trúc mắc dây như thế này, xài lâu thì nó phải nhão thôi. Rồi cái chuyện đó cũng không quan trọng lắm, tại vì đối với cái dây á, mà khi mà mình lên tay nó ôm tay à, nó cũng ôm cứng tay luôn. Để mình đeo thử cho anh em xem nè. Dù dây có nhão nhưng mà mình canh vừa tay, mình cắt vừa tay thì khi mình lên tay nó sẽ ôm khít tay như thế này, rất đẹp. Cái việc nhão nó không là vấn đề nữa. Đây anh em thấy là thiết kế thay form dáng rất là thanh, rất đẹp luôn, hài hòa. Đây là một và duy nhất cái mẫu thiết kế mà Dedeck mình thấy là đẹp nhất, giống Rolex nhất và giá nó cũng mềm nhất luôn. Còn những cái dòng cao thì mình không nói rồi. Máy tự động của Nhật nè. Mấy chiếc này mình đều có bảo dưỡng chùi dầu hết, kiểm tra kỹ hết trước khi mình mua. Cho nên là mình không có thâu bừa, tại bên mình có thợ. Rất đẹp luôn, size có 37 thôi, nhưng mà đeo rất đẹp nha. Tay mình là 16.5 nè, đeo bằng ok, tại vì cái kiểu dáng của nó là sang trọng và thanh lịch thì 37 nó rất là phù hợp. Ngoài cái chiếc mặt trắng thì mình có chiếc mặt màu đen nè, Demi mặt màu đen, quá đẹp luôn, 3 kim một lịch. Bây giờ mà sưu tầm những cái chiếc này thì khó lắm, tìm một chiếc cũng rất là khó. Đây là cái chiếc mình thích nhất nè, màu vàng. Để lên tay cho anh em xem. Nó là chiếc Demi mặt vàng. Mặt vàng rất là sang luôn. Đó, mặt vàng trẻ tia nè, cực kỳ đẹp. Mấy chiếc này mình có một chiếc thôi nhưng mình chưa có ý định chia lại. Đây cũng là một chiếc rất là hiếm thấy trên thị trường, chiếc mặt màu trắng. Quá đẹp luôn, màu đen, trắng và đen, hai chiếc cũng rất là khó kiếm nha. Còn có chiếc cực kỳ khó kiếm, đó là chiếc mặt màu xanh, cực kỳ khó kiếm luôn. Chiếc màu xanh này dây hơi nhão nè, nhưng mà không phải là vấn đề với mình. Mình thích thì mình chơi thôi. Để anh em xem nè, dây rất nhão luôn, nhưng mà đeo lên tay ôm cực kỳ nha, tại vì mình đeo đo theo cổ tay. Và cái mắt dây của Jubilee này nó nhỏ cho nên đeo rất là ôm tay, nó ôm phủ tay cho nên nó không có thấy nhão như vậy nữa, nó sẽ ôm khít tay luôn. Mặt màu xanh sang trọng, cái này dính vân tay nè. Khi mà anh em tìm được một chiếc đồng hồ là mình cảm thấy đúng gu đúng sở thích đó, anh em thấy sướng lắm, mình cực kỳ thích luôn. Không quan trọng nó là mắc tiền hay không, không quan trọng nó bao nhiêu tiền, mà quan trọng chiếc đồng hồ đó mình thích hay không và tình trạng như thế nào. Giống như những chiếc này, tình trạng nó là hàng hiếm, không sản xuất nữa, nên là sưu tầm, mang tính chất sưu tầm thì cái giá trị nó càng ngày càng cao.
Và hiện tại để sưu tầm, để sở hữu một chiếc đồng hồ này thì cũng khá là cao nha. Cho nên là anh em nào thích chơi thì cứ inbox cho mình. Nếu mình có thêm thì mình sẽ chia sẻ lại. Giá mình nói trước là không thể nào rẻ được đối với những con hàng hiếm như thế này. Rồi anh em có đóng góp ý kiến gì hoặc có thông tin gì cứ comment bên dưới nha. Chúng ta cùng trao đổi. Đây là cái bộ sưu tập Orient Oyster của mình. Sưu tập thì full bộ, mình tính sưu tập full bộ luôn. Bây giờ đang thiếu một con full vàng mặt vàng, một con full vàng mặt đen. Nữa là đủ bộ luôn á. Và mình chỉ sưu tầm cái bộ này thôi. Day date lịch ở trên góc 12 giờ và lịch phía dưới. Rồi, mình là Jimmy, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video lần sau nha.